có một video được gửi cho Học viện Minh Chí Thành. Chị nói rằng bây giờ chị không biết làm như nào với con của chị cả. Các anh chị biết không ạ, mẹ thì ngồi ghế, con thì cứ tát 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 mẹ như thế này này. Điện thoại đâu, máy tính đâu, điện thoại đâu, máy tính đâu. Cứ tát bốc bốc vào mặt mẹ luôn. Và sau đó thì còn dứt cầm đầu mẹ dí 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 xuống nữa. Thật sự luôn, xem cái video đấy vô cùng đau lòng. Các anh chị ạ, thèm chơi điện tử quá, thèm quá, lên cơn nghiện rồi. Và khi mà mẹ cất điện thoại, cất máy tính đi thì không chịu đựng nổi. Nên là có một bạn cộng sự của cô Lanh, bạn ấy cho cô Lanh xem cái video đấy và cho một vài các bạn khác xem cái video đấy. Rất đau lòng các anh chị ạ. Thử hỏi, nếu chúng ta là người mẹ ở trong video đấy, chúng ta đau xót như thế nào?